Ok, thì bạn có bạn Tân Dũng 1589 có hỏi là nhà mình diện tích là 4 x 11 và xây 2 tầng thì phần thô hết bao nhiêu tiền? Thì chia sẻ với bạn bạn Tân Dũng đúng không? Bạn Dũng ok. Thì bạn có hỏi như vậy thì như này. Với diện tích là 4 x 11 thì là rơi vào 44 m một sàn và nhân với 2 tầng thì nó rơi vào khoảng 90 m đi, đúng không? 90 m. Thế thì phần thô của bạn như này. Thứ nhất là nó liên quan vấn đề phần móng của bạn đấy, để mà trả lời câu hỏi của bạn thì mình sẽ trả lời một cách là khoảng bao tiền thôi, chứ còn nếu mà chính xác thì bạn phải có bản vẽ thiết kế, bạn sẽ biết được, mình sẽ biết được cái phần móng bạn sẽ phải gia cố như nào, mỗi móng loại móng khác nhau, móng băng khác, móng bè khác hoặc móng gì cọc nó khác. Thế thì với 90 mét vuông thì hiện tại giá xây nhà phần thô chưa tính phần hoàn thiện, tức phần thô tức là sao, sau khi chát chít xong sơn xong đúng không, chưa tính phần gì, phần nội thất bên trong nhà đấy, thì 90 mét vuông thì nó sẽ rơi vào khoảng 500 triệu cho đến 550 triệu nhé. Đấy thì đấy là cái mình. Còn nếu mà bạn là muốn lập ngói nữa, tức là lớn mà nhà bạn mà lập ngói nữa thì sẽ cái tiền của bạn sẽ tăng lên. Đấy thì tăng lên tầm khoảng 40 triệu nữa là cho tiền lập ngói. 40 triệu đấy là dùng ngói tốt rồi. Thì bạn sẽ cân nhắc cho cái việc là mình chuẩn bị chia sẻ những cái câu hỏi của bạn để mình chuẩn bị trước khi xây nhà và chuẩn bị tài chính đúng không? Tài chính trước khi xây nhà, ok.